Đúng là không uổng công lặn lội đường xa đi qua quận 7 để ăn được cái quán nướng này. Ta nói đó hè, cái quán này món nào nó cũng đỉnh, từ các món thịt nướng cho tới các món ăn kèm. Có cả cái món đại tràng nướng mà tôi siêu yêu thích và còn được ăn kèm miễn phí nữa, quá đã luôn. Quán này tôi được giới thiệu có tên là Suk Don BBQ. Tôi không có rành tiếng Hàn cho nên có sai đừng có trách nha. Quán có không gian rộng rãi thoải mái và có cả phòng riêng ở trên lầu riêng tư. Ăn không có sợ bị làm phiền. Đi ăn mấy cái quán nướng Hàn Quốc mọi người biết tôi thích cái gì không? Đây, banchan đa dạng phong phú, ăn cái nào cũng thích hết trơn á, đặc biệt là cái món khoai tây nghiền với lại bắp phô mai nha. Cứ phải gọi là mê mãi thôi. Và thịt nướng bên này á là có một cái điểm đặc biệt. Mọi người thấy cái hồ này không? Thịt sẽ được bảo quản theo công nghệ qua the aging, tức là thịt sẽ được giữ đồ lạnh ở nhiệt độ dưới 3 độ C. Nên khi ăn là sẽ giữ được độ tươi và độ căng mọng của thịt. Và thường khi mà đi ăn các quán nướng mà chuẩn Hàn á là thịt người ta sẽ không cướp gia vị nhiều đâu. Nên khi ăn mình sẽ cảm nhận được độ tươi ngọt của miếng thịt. Và cơ bản là một miếng thịt ngon mình chỉ cần chấm với dầu muối thôi là mình đã thấy nó ngon rồi. Và Suk Don có một điểm mà mình cực kỳ thích, hệ thống hút mùi cực kỳ tốt, ăn đồ nướng trong phòng lạnh nhưng mà không có bị ám mùi hôi. Nay thì mình có gọi một cái set ba loại thịt bao gồm gáy heo, nọng heo và ba chỉ. Đối với cái phần nọng heo á, khi mà mình ăn mình sẽ thấy cái độ sừng sực của miếng thịt. Bình thường là cái phần thịt này là ăn không á đã ngon rồi, hôm nay còn kết hợp thêm với lại phô mai kéo sợi, ta nói là mê tích thò lò luôn á. Rồi ở đây đã ai ăn qua cái món đại tràng chưa? Ai mà hay xem mukbang của mấy chị Hàn Quốc là biết cái món đại tràng này nó hot cỡ nào. Nói trước nha, cái món này nó béo cực luôn á, béo lên tận ốc luôn á nha. Cuối cùng là cái món sườn cay, sườn được ninh mềm ruột chỉ cần tước nhẹ là ra hết thịt luôn nha. Phần nước súp á thì có vị ngọt và cay cay nhẹ, kích thích vị giác cực kỳ, rất chi là ấy nha. Ăn đồ mặn no căng rồi thì có chán miệng nha. Kem bên quán á là mọi người được ăn miễn phí, ăn bao nhiêu thì cứ ăn, chỉ cần vô tới quán gọi món là sẽ được ăn kem thôi. Đúng là người ta nói quận 7 là thiên đường thịt nướng Hàn Quốc mà. Nếu mà nói để mà giới thiệu bạn bè gần xa mà đi ăn quán Hàn á, chắc chắn là quán này sẽ nằm trong top yêu thích của tôi. Và quán nằm tại khu phố Hưng Gia 4, Tân Phong, quận 7 nha.